À đây có cái gì cho mày đây? Si hả anh? À, si ghép da Nhật. Ghép da Nhật. Ghép si đồng tiền, si đỏ mình ghép si đồng tiền. Si đỏ, gốc là si đỏ mày nhỉ? Gốc si đỏ. À, hay quá nhỉ. Chả thấy vết ghép đâu. Cái tay cành này là của si đồng tiền rồi đúng không? Tay cành là của si đồng tiền hết. Cái này là bao nhiêu đấy anh? Này 35 triệu. 35 triệu. À đợt có mang đi nó nhiều lá đúng không nhỉ? À đợt mang đi nhiều lá vào trong kìa. À hai con khác. Này con khác. Được đấy. Ôi giời. Cao cỡ khoảng độ 7 phân. 67 phân. Đấy, thân thiết làm sạch sẽ. Có quay một lần rồi, nhớ có quay một lần cái này. Đấy, nhìn dáng về vệ thích ấy. Dáng dấp cũng hay ấy. Đấy. Đông rồi, nhìn con tùng một con sẹo đấy, biết rồi đấy. Đây vừa nói chuyện với tùng này. Và các bác đang quay dàn cây của quản Hải Dương. Túc, đích thị túc, đây mới gọi là túc. Còn cái phân tím nhá và bút có màu này thì gọi là túc các bác nhá, bút rất hay. Còn một loại đây lá nó như này. Nó già, nó già, nó dày và nó xanh đen này, dày dài giống như lá trứng gà của mình ấy. Còn sộp thì lá mềm mại hơn, tròn hơn. Và nó không có màu tím hẳn như này. Nhiều tùng lá hán nhỏ nhỏ này các bác. Dáng kiểu như văn nhân dây dây ấy. Đây này, có cây này thì hơi hướng hiện đại. Hơi hướng hiện đại. Gốc này đơn hả em? Cả ngọc, danh danh, danh danh. À, danh danh. Danh danh. Đấy, của để danh ấy. Đấy. Phẫu thuật xong rồi đấy. Có giá bao nhiêu đấy? Con này 2,5 triệu. Ok. Rồi. Cái đấy bao nhiêu tiền nha anh? Vâng. 2 triệu. Còn cây đầu kia vừa nãy bao nhiêu? 3,5 triệu. Lại nổ lại cái số các anh nhỉ? Bao nhiêu? 0972. 0972. 549019. 549019. Rồi, toàn Hải Dương. Nhìn Linh Giang, Hải Dương. Linh Giang, Hải Dương. Nhà còn rất nhiều cây khác nữa, không phải chỉ riêng ở đây đâu. Nhà còn nhiều cây. Cũng nhiều cây còn đẳng cấp khủng khiếp luôn. Nói chung là các loại khách hàng chiều hết. Ổi thì bao nhiêu anh? Vâng, đi đây. Có nắng à? Thuốc thơm quá. Đấy. Thế còn si kia đẹp ấy. Si kia đẹp. Đấy.
nhìn bệ vệ. Chính cái chất lá quốc tế nó chơi mạnh. Hả? Chất lá quốc tế nó chơi mạnh. Đúng rồi. Tìm đồng tiền mà. Tròn, đẹp, lá như nhựa. Túc, túc này bao tiền cây? Túc này chịu 8. Củ 8. Chịu 8. Chu quả đang ra đây. À, đúng rồi, đúng rồi. Chu quả. Chu quả. Túc mà đã ra quả thì sung thì không là cái gì cả. Sung túc, đúng rồi. Đây là chín thân túc cả. Người thuế thì bao nhiêu anh? Người thuế 4 triệu. 4 triệu. Già kinh lắm. Còn kia có cả mắt thần nhỉ? Lộc vừng nhỉ? Xanh 800. Đấy, nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ. Đấy, cái xe nhìn xa phê. Đặc biệt dân hàng của toàn Hải Dương để sang dưới 15 đầu này được bao tiền đấy? 2,5 đồng. Giá giao lưu đấy. Giá giao lưu đấy. Làng là bét nhè luôn rồi. Thế ở giữa nó là cái gì đấy? Ngày xưa nó dính vào bờ tường. À. Nó dính dẹt thế này này. Ừ. Nó là hai nửa. Nó dính dài ra ấy. À, nó bổ ra xong rồi áp vào nhau lâu rồi. Được vậy nhỉ. Để thấy cái chậu dáng làng quá đẹp. Đấy. Đẹp quá nhỉ. Tôi này phải vay nó đằng trước này. Để bao đồ này thì cơ. Hôm trước có ông nào hỏi cái gạo mà cô mới có gọi không? Có ông nào trên đấy không hỏi cái gạo? Thế cô ạ? Này vẫn còn cái gạo đây. Ừ. Đang thử cái chum mà chưa được. Đấy phải tìm kiếm. Kiếm cái chum với cái gạo khó quá. Xoay xoay vào. Mặt chơi. Ổn quá đấy chứ. Đồ chơi, đồ xách tay. Quá đẹp. 2,5 đồng. Đấy, chất liệu xanh quê thôi nhưng mà đẹp lắm. Nó lại lá đẹp, răm đẹp. Đấy. Không thức mà không bế. Thức thích. Thích lắm. Chứ là chiến đi. Chơi đi. Đẹp. Vừa nãy là không có chậu hay sao đúng không? Đây cái chậu này. À, ừ. Xuất xứ là Dũng Mê Hồ Bắc đấy. À cái cây đấy gì? Ừ. Tiểu sử nó từ đấy. Ừ. Dũng Mê Hồ Bắc nhiều cây nhỏ nhỏ trên mái lắm. Đây gạo đây. Bác nào hôm trước hỏi cái gạo thì nó đây. Ổn mông đấy. Đang thử cái chum mà chưa lấy được. Không khó đấy, cái chum mà vừa này cũng kiếm mà lo. Nó về quyết đi nhưng mà rồi cắt đi. Đây nó đang nảy mấy mầm đấy, đẹp lắm này. Nó nứt này hết. Đấy, xanh xanh nứt nứt cái kìa. Đấy. Là cái bông hoa này thôi rồi. Cây này thì trước là chắc chắn nó có hoa rồi. To già này. Già này. Đấy. Đồ mini thì đây, đồ dị quái thì kia, đồ làng đây, xi đây, 15 đầu đấy, 15 đầu nhưng giá chỉ có 2,5 đồng.
Mua được hợp lý thì bán hợp lý. Đấy. Giao lưu vui. Giao lưu cho nó vui thôi, nhưng mà nó thật cái con đấy làm được. Con đấy làm sau được cái làng đẹp. Lên bóng cái là nó khắc ngay. Ngày đây, ngày kép đây. Nên là ngày cứ ra đây thôi. Bắt được đôi cốt này đẹp. À đấy. Đôi này thì bao tiền một cây đây? 2 triệu một cây. 2 triệu một cây. Trộm cũng đẹp hết đấy. Đấy. Cà phê nào? Con này, con này hay này, con này hay. Đấy. 2 triệu một cây. Cây này mới là cây đẹp đấy nhỉ. Con này đẹp hơn, ăn đứt con to luôn. Thân thiết nó thân thủ nó hay hơn, nó sạch sẽ hơn, nó cây hơn. Sạch sẽ hơn, nó đầy đặn hơn. Cùng cây nu. Con kia đẹp hơn nhưng mà thân pháp không ăn được con này. Châu này rất tiền đấy nhá, mình không rẻ tiền đâu. Tôi biết chỗ đẹp. Và hai chỗ đều đẹp. Hai chỗ đều đẹp. Đấy. Sam gạo này thì bao nhiêu? Gạo này thì 1,5 triệu thì giao lưu. 1,5 triệu. Đấy. Tín đồ mini đâu, bế đi. Đây. Đấy, thấy nhất chưa? Cho ra. Đấy. Quá ổn. Lại nổ lại số cái. Nhiều ông cũng mới xem cứ hỏi. 097 515 515 6620 6620. Đấy. Liên hệ và bế về đi chơi đi các bác nhé. Đẹp quá. Đây là cả bên này nữa. Cái nhà to anh cầm chắc nước. Cái nhà to. Để tí nữa uống nước. Cầm tí nữa uống nước. Nhiều được. Kinh thế. Còn cái nhà nào to đấy. Bụi bụi rồi. Quá. Cô hỏi anh em đâu. Thế chỉ cầm hơn nhá để tí uống nước. Chẳng biết hỏi hay không, nhưng em đăng bài. Chẳng biết là tí uống nước nhá. Bài của em hay bài của anh thôi kệ. Được lộc vào được. Hay quá, vui quá, tí nữa ra kêu nước. Mấy anh em ngồi. Vui chứ không phải gì đâu. Ok đấy, cái cây kia là lên đường sớm. Con nhỏ nhỏ em mua ưng quá. Còn đấy cái cây si này này, lên đường sớm. Và cái mai này. Giá đâu. Ok đấy. Rồi, tạm biệt ngân hàng của Cương nhé.